Đây là cánh đồng của trước cửa nhà Đức Thắng. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Đức Thắng cùng với con gái ra đồng để bắt ốc bươu vàng sau vụ thu hoạch đấy các bác nhá, để về chế biến thành cái món ăn nhậu rất là ngon đấy các bác, rất là nhiều người ưu thích, rất là sẵn ở đồng. Đây dụng cụ của bố con đây. Đấy, mình không cần phải lội, mình hớt thì các bác nhá. Này mang một xiên rò đi. Và sau khi thu hoạch và máy chạy một lượt đi rồi thì ốc khá là nhiều luôn, khá là nhiều ốc đấy. Đây qua đây đấy, ta lội đây ta bắt này. Nhiều lắm đây. Rất nhiều ốc đấy, cái dẹp lại, để dẹp lại cho xe người ta đi. Rất là to đấy, phải lội xuống đi đừng có dẫm lúa người ta. Cô này sâu lắm, lại kia là góc. Rất nhiều đấy, bác ạ. Ốc các bác nhá. Ốc lồi đây nhá. Lồi tự nhiên. Chúng mình nhặt có đi lộ như thế nhiều lắm, được sách cái này, sách một cái xô con cũng được, to được con thôi, đầy 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 cái xô con để đem lên đổ đấy. Con cứ nhặt đi nhiều lắm, đổi đại đi. Nhanh lên, nhanh lên đấy, cứ nhặt nhặt nhau phải giữ giữ đấy nha, sống sống đi. Rất là nhiều ốc các bác. Đây, các bác nhá. Đây. Hai con luôn. Đấy. Rất dễ kiếm màn này các bác. Đấy. Không phải nuôi ở ngoài đồng rất nhiều. Nhiều lắm trâu rồi, đây đây. Chỗ có nước này, chỗ nước đó. Đây.
Đấy, cứ rửa này, rửa cho nó đỡ bớt bụi. Đây, dưới này này, đấy. Con nhỏ quá thôi. Đấy. Mê man đây đây câu. Đây này, đây này, lộ tợn này, đây đây. Đấy, trước mặt con có đây. Đấy. Đấy. Đấy, nhặt hết. Đấy. Đấy. Trứng nó đây. Đấy. Đấy, con rơi ra này. Đây này. Đấy. Nhìn kỹ. Để bắt không có chạy đâu. Được chưa? Đấy, đây này. Nước trong là thấy hết. Đây đây, câu này, chưa? Đấy. Có cây vợt thì bắt rất tiện á, xà có thể vươn được. Người à, ngại lội mình có thể đứng ở trên bờ mình cũng hớt được đó. Biết các vùng khác nhiều không, nhưng mà Thanh Hóa thì rất là nhiều. Tháng 5 này, 5 tháng 6 này là rất nhiều. Đấy, có chỗ hai con. Hai con. Tiếp tục. Rụng khô là nó chết. Đi lội ra ngay con. Đếm đếm lại đây, đếm lại đây. Đếm lại đây, đây. Xô đấy nhé. Nè, đầy mất rồi nhé. Qua đây. Đấy. Sửa luôn. Đây này, không có nước đục cái là không thấy không? Cái ruộng nhiều quá này. Lúa này người ta để tái sinh. Ruộng này khá nhiều nhưng mà còn hơi bé. Dạ. Vâng. Hôm nay bắt đầu vâng ạ. Dạ. Ốc đây nhổ lắm. Vâng. Vâng. Nướng không? Nướng thì... Nướng ốc hả? Đâu ạ? Ô, bà bắt được nhiều nha. Đầy điên nhìn đi kìa. Ờ, đúng không? Vâng. Vâng. Ruộng nhà bác mấy sào đây, ngấu nha. Ba sào ha.
xem cái chỗ này phải lội xuống á, không thấy nhỉ, không thấy đâu bác, hắn ở đâu đấy chứ. Đục ra không thấy gì. Đây, lặn này quá. Thấy người nó có lặn. Ốc đu vàng này quá nha. Ôi giời ơi. Đây. Bảo đi làm ruộng là cứ mỗi người mỗi mỗi rổ ốc mang về thôi nha. Người thì có nhà thì người ta ăn, có nhà thì cho vịt cho gà ăn, rất là nhanh lớn, nhiều đạm. Đợi xa xa một tí thôi. Chiều rồi anh, 18 giờ chiều. Sinh sản rất là nhanh các bạn, trong một tuần nữa nó hầu trưởng thành. Châu ơi, có không? Ở lấy đi. Rất nhiều. Đây. Có ruộng thì ốc khá là to, nhưng ngược lại thì cũng có ốc cửa thì ốc bé nó không. Có những ốc cột ốc to thế mà họ mất đi nha. Vâng. Dạ. À vâng vâng. Bà con đang mách cho Đức Thắng ở chỗ nào nhiều các trên sau trường này. Sau trường cấp cấp 1. Lại nữa xem nào. Đây ốc nhỏ quá. Bà con đang rêu mạ trên trên bờ ruộng. Vâng vâng, để cho lại nữa xem thế nào. Đi cái dép các bạn, đi dép xuống dặm vào cái chai chứ giờ. Đấy, đây người ta đang rêu mạ này. Nhà thì rêu dưới ruộng. Thank you.
mà bắt. Đây là trung tâm của xã Thăng Bình. Đây nhiều, quá nhiều quá cơ, u chưa, nhỏ nhỉ, xíu xíu, đó. Chắc phải lội xuống. Nhiều nhưng nhỏ rất đấy, rất là nhiều nhỏ để cho nó lớn dạt đây. Bắt cay ở trước cổi bán xã đấy. Thì ít hôm nữa thôi đồng bào sẽ cấy là lúc đó thì không bắt được, mà đồng bào cũng bắt hết đấy. Trước khi cấy thì dân sẽ bắt hết ốc đấy để cho đảm bảo mùa màng. Sau hơn một tiếng các bác nhé, gần 2 tiếng đã được hơn một nửa xe rồ ốc các bác nhé. Bây giờ thì bố con sẽ về sơ chế. Đó. Bé hôm nay được được đi hồi thăm. Đấy, bây giờ là 18 giờ hơn rồi các bác nhỉ. Đấy, đi từ khi 17 giờ kém, bây giờ là hơn 16 giờ hơn 18 giờ được hơn nửa xe rồi. Bây giờ con em về chế biến nhá. Đây được.